versus Polt. Let's get in to Daedalus Point. Cảm ơn các bạn, chúng ta đến với cả game đấu cuối cùng. Game đấu cuối cùng của trận semi-final đầu tiên của ngày hôm nay trên mình của ta là anh Hero, thành viên từ team Sugentus. Và game thủ Terran của ta, Terran màu xanh sẽ ở vị trí phía dưới. Anh ấy chính là Pawn. Mình là Minh chứ không phải là Thanh. Thanh là tên đệm của mình. Đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là cả hai game thủ đang ở trên map Daedalus Point, một cái map mà rất là rộng. À không phải, nhầm, map này nó không rộng nhưng mà nó lại có cái RAM rất là rộng. Cái RAM này tôi thấy rất khó chịu luôn. Mình thấy rằng là Poto lại đang ăn 2 ga. Poto thì đang ăn 2 ga. Và trong khi đó thì anh ấy chuẩn bị đặt cái Cybernetic Core cho mình. Nhận xét về cái map này một chút thì map này nó thật là nó không map này nó cũng gần giống. Nhận xét về cái map này một chút. Cái map này thì nó là một cái map mà không thực sự, tức là chỉ khoảng tầm, nếu như mà nhận xét về những cái map như kiểu là Heavy Rain với cả Yasu thì cái map này có lợi cho Blink, chắc là nó chỉ rơi vào khoảng tầm 50-60% mà thôi, chứ nó không phải 100% như hai cái map vừa rồi. Tuy nhiên nó lại có một cái điều đặc biệt khác là để mà vào được bên trong main bay để scout thì không hề dễ dàng cho Reaper một chút nào. Reaper sẽ phải đi ngang qua mỏ 2 sau đó mới bắt đầu đi được vào trong main bay để mà scout. Còn đối với cả Protoss thì như các bạn biết là 60%, tôi nghĩ rằng là cũng quá đủ rồi. Protoss sẽ chỉ có một đường vào, sẽ chỉ có hai đường vào, một là đi qua mỏ 2, hai là sẽ blink thẳng từ bên ngoài mỏ 3 vào bên trong. Tuy nhiên cái vị trí mỏ đấy thì nó lại không đủ rộng. Nó khá là bé. Terran thì thường thì chỉ cần một cái bunker thôi là cũng đã có thể là phòng ngự rồi. Thường thì Terran của chúng ta sẽ thường, nói chung là cứ sử dụng điểm chắc ăn thì cứ đặt 4 bunker. Còn đâu thì bình thường thì tôi thấy là họ chỉ cần đặt 3 bunker thôi là đã có thể phòng ngự thành công được rồi. Ngay trận đấu lần này thì chúng ta nhìn thấy Hero không hề chơi Wing Soccer, anh ấy đặt xuống cho mình nhà Robotic Back City. Và tôi nhìn thấy rằng là các khán giả, không phải nhìn thấy mà nhầm, tôi nghe thấy các khán giả đang hò reo rồi. Không biết họ đang hò reo cái gì. Có lẽ tại vì tinh thần fair play của Hero chăng. Hero không hề có ý định là muốn kết thúc trận đấu bằng Blink Soccer. Anh ấy lại đang thi đấu rất là cẩn thận với việc là lên Robotic. Robotic là một trong những cái building tôi đánh giá là hiệu quả trong mọi trường hợp. Không phải trong mọi trường hợp đâu, mà chỉ khoảng tầm 80-90% thôi. Protoss với cái việc mà lên Robotic, anh ấy có thể là lên ok, vâng, tí nữa thì còn Reaper vào được phía bên trong. Với Robotic thì anh ấy có thể phòng ngự được trước Immortal, có thể trước Marine, có thể là có Warp Vision và Observer. Nên là nói chung Robo là một cái nhà nó toàn diện đấy, khá toàn diện, 80%. Các bạn nào chỉ cần học cách sử dụng Robo thật tốt thôi là thôi trong mọi trường hợp là các nhiều trường hợp là các bạn cũng đã có thể là lên được đến gold rồi. Đây thì Immortal đang được đưa ra. Khả năng đây sẽ là một pha push với Immortal với Sentry. Với việc đóng bunker, với việc mà Terran hay đóng bunker ở phía ngoài thì Protoss có một trò khác, đó là trò lên Immortal và Sentry sẽ được push sang. Fogfield sẽ đặt thẳng vào cái con và cái bunker luôn, khiến cho SCV không thể nào áp sát để mà có thể là repair cho bunker được.
Tuy nhiên này chúng ta nhìn thấy là đây là nhà Robotic Bay rồi, như vậy có nghĩa là Hero sẽ chơi Colo trong game đấu lần này. Colo một lựa chọn không hề tồi. Với cái việc mà không khó khăn để có thể là lên được mỏ của đối phương thì Colo là một unit có tầm bắn xa rất có lợi cho vô tốt của chúng ta. Hiện nay thì Observer đang được đưa sang vâng, ngay bên cạnh Bunker đó chính là một cái Turret ạ. Turret sắp sửa bắn em rồi. Vâng, ngay lập tức con Observer đã lẻn ra bên ngoài để tránh cho đối phương bắt được con Observer của mình. Hiện nay về số lượng worker thì có vẻ là Hero đang lợi hơn được khoảng tầm 47. Còn Pawn thì ít hơn một chút. Nên nâng cấp Steam sắp sửa hoàn thành. Nâng cấp có Massive cũng sắp sửa hoàn thành rồi. Này thì Golo đầu tiên đã bắt đầu được warp ra và Photo đang đẩy nhanh qua quá trình sản xuất Golo bằng việc là cho robot thẳng vào cái nhà Robotic Bay. Một Immortal đã có mặt ở vị trí mỏ ngoài, Sentry đang được warp ra. Cái việc di chuyển quân này thì như có vẻ Photo chúng ta không phát hiện ra được. Này Apollo đang có lợi thế hơn về cái số lượng army supply ạ. Quân đội của Pawn vâng đã bị phát hiện rồi. Bây giờ sao đây? Pawn tông vào trang chuẩn bị được bật lên một pha scan, nhìn thấy quân đội của đối phương ở đây quá ít. Vâng, lao vào luôn. Vâng, Pawn tông vào trang bật lên rồi. Ngay lập tức quân đội của Pawn tông đã đưa thêm pop ra để phòng ngự rồi. Không được, không ăn thua rồi. Không ổn rồi. Colo sắp được ra nơi rồi. Pawn tông cần phải giúp quân của mình trở về để mà bảo kê đạo quân của mình. Không được rồi. Vâng, bây giờ Colo ra nơi rồi. Vâng, ba quét Marine rồi. Ngay lập tức sau khi mà nhìn thấy Colo như này thì Pawn đã phải rút tất cả quân đội của mình về. Như chúng ta biết rằng là Immortal là một unit có thể nói là counter Maoder rất mạnh. Trong pha tấn công vừa rồi thì Maoder chỉ có target thẳng vào đầu những cái con Immortal. Và Immortal thì cũng chỉ target thẳng vào đầu những cái con Maoder mà thôi. Cho nên là những cái con mông to Immortal tức là những con mông to kiểu của Maoder ấy ạ, là gục nằm xuống rất nhanh. Cho nên là sau khi sự xuất hiện của Colo thì Pawn chỉ còn mỗi toàn Marine mà thôi. Marine thì là một unit rồi, nói chung là cực kỳ sợ những cái con Colo rồi. Cho nên là pha tấn công vừa rồi thì Pawn quyết định rút lui để trở về là quyết định rất sáng suốt. Ngay thì chúng ta nhìn thấy ở đây Hero đã có một cái pylon rồi. Cái vị trí pylon này sẽ giúp cho anh ấy có thể căn chốt map để tránh cho đối phương đưa Mavac đi để mà drop mỏ. Nay Pawn đã bắt đầu tiến hành ăn mỏ 3 rồi. Và photo hình của ta hình như cũng sắp sửa tiến hành ăn mỏ 3. Hiện nay đây là cái Starport đang lên Viking cho Hero. Hero thời điểm này anh cho có lẽ không bị, theo tôi nghĩ lại thì tôi nghĩ chắc là Hero sẽ không định ăn mỏ 3 đâu. Khi mà số lượng Colo đang được đẩy lên, khi mà Pylon ở vị trí phía trên kia, có thể anh ấy sẽ bắt đầu đẩy quân. Vâng, hiện nay chúng ta nhìn thấy army supply của photo đang tiếp tục tăng lên như này. Binh Stalker sắp sửa bắn em rồi. Vâng, đây rồi, cô không ổn rồi. Hai bên phát hiện nhau rồi. Hai bên phát hiện nhau rồi. Binh Stalker vẫn chưa hoàn thành. Con Colo kia chưa thể mà blink lên được. Một pha phóc phiêu không thành công rồi. Con Pop đâu? Con Pop cần phải được đưa ra để mà đặt lại pylon cho Protoss ngay bây giờ. Binh Stalker khoảng 4 phút nữa sẽ hoàn thành xong. Protoss đã có thêm một cái pylon ở vẫn là một cái pylon ở phía dưới ạ. Protoss đã bật push lên rồi. Vâng, đã phá vỡ xong cái turret rồi. Bây giờ quân đội của Terran đang tập trung ở phía ngoài đang chuẩn bị push lên. Lên luôn rồi, Steam lên rồi. Quân đội của Terran đang chuẩn bị bọc thứ hai phía. Vâng, một pha phóc phiêu rồi, hai phóc phiêu, bốn phóc phiêu rồi. Hiện nay quân đội của Terran đang đứng ở cả ba hướng. SCV cũng đã bắt đầu bâu vào để mà xử lý quân đội của đối phương rồi. Này, ba Colo quá khỏe ở vị trí phía trên này. Vâng, quét xong SCV rồi, quét xong đạn quân của Pawn rồi. Thôi xong cho Pawn rồi, thưa bạn, quân Pawn không còn gì để phòng thủ ở đây rồi. Ba Colo một Immortal Shocker là quá đủ cho đạo quân của Pawn trong thời điểm này rồi. Pawn mình chỉ còn 41 supply thôi, kèm đối phương 60. GG. Thôi xong rồi. Pawn sẽ về nhà với không có phần quà nào trên tay. Pawn đã nằm xuống rồi. Mặc dù chúng ta không hề thích thú một chút nào nhưng mà